bảng. Con số này cao hơn cùng kỳ năm ngoái tới 33%. Cứ đà này, ngưỡng kỷ lục 100 triệu bảng sẽ không còn xa nữa. Trong khi các đội bóng lớn khác liên tục thông báo về việc bù lỗ, thì đội chủ sân Old Trafford lại đang trên đường thiết lập những kỷ lục mới về doanh thu. Doanh thu từ thương mại của MU tăng lên là điều dễ hiểu bởi các ông chủ người Mỹ luôn biết cách làm kinh doanh rất tốt. Giám đốc thương mại Richard Arnold đã cho phép sân Old Trafford mở rộng khu vực kinh doanh nhằm mục đích tăng doanh thu. Tổ chức toàn cầu DHL vừa trở thành đối tác trong lĩnh vực trang phục với Old Trafford. Nếu hợp đồng được ký kết trong năm nay, doanh thu thương mại của MU sẽ vượt qua mức 100 triệu bảng, chứ không chỉ dừng lại ở mức 70 triệu như hiện nay. Bên cạnh doanh thu thương mại, những nguồn thu khác cũng tới tấp đổ về. Họ lập kỷ lục về tiền thưởng vô địch giải Ngoại hạng Anh với 60,4 triệu bảng, gồm tiền thưởng vô địch và tiền bản quyền truyền hình. Tại Champions League, Manu cũng bỏ túi gần 60 triệu bảng với ngôi Á quân. Tổng doanh thu của MU trong 3 quý đầu năm tài chính lên tới 231,7 triệu bảng, cao hơn 12,4 triệu bảng so với cùng kỳ năm 2010. Nhưng người hâm mộ sẽ quan tâm hơn đến việc những khoản tiền mà đội bóng sẽ được cấp để mua sắm. Giới thạo tin cho rằng gia đình Glazer sẽ duyệt chi một số tiền không nhỏ để huấn luyện viên Ferguson có được những bản hợp đồng bom tấn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Đóng góp rất nhiều vào doanh số của MU chính là những bản hợp đồng quảng cáo. Không chỉ là quảng cáo trên áo đấu hay chụp ảnh, mà những con người của đội bóng này còn tích cực tham gia vào những TVC trên truyền hình. Từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên, cho đến cả những huyền thoại. Những người con của Manchester United không chỉ có tài chơi bóng, họ cũng là những diễn viên rất xuất sắc trong những clip quảng cáo. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Where's the imagination from last week? The confidence you showed. 55,000 people come here to see you perform. Not with that. I'll tell you. We can turn this round. We need more determination. A bit more dedication. A bit more commitment. A bit more concentration. And be more positive. Come on, lads. Concentration, Peter. I'm only joking. Còn đây có thể là clip mà thầy trò Fergie tiết kiệm được sức lực nhất mà vẫn quảng cáo hiệu quả về xứ sở sương mù. Còn đây là clip quảng cáo mới nhất, hiện vẫn được đăng trên nhiều website, trong đó có cả trang web của fan MU tại Việt Nam. Clip đã kết hợp một cách tài tình giữa tài chơi bóng của các siêu sao MU với những dịch vụ tuyệt hảo của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ. Manchester United là một đội bóng vinh quang với bản thành tích huy hoàng. Họ cũng như bất cứ một đội bóng nào khác đã được sinh ra, trưởng thành rồi đi đến những thành công. Bây giờ chúng ta hãy cùng ngược dòng lịch sử để đến với những dấu mốc không thể không biết đối với mỗi một người hâm mộ MU, đội bóng đã được khai sinh với một cái tên khác. Khi được thành lập vào năm 1878, tên gọi đầu tiên của Quỷ Đỏ thành Manchester là Newton Hill FC, đặt theo tên của ga xe lửa vùng Lancashire and Yorkshire. Manchester. Sau khi suýt bị phá sản vào năm 1902, câu lạc bộ được tiếp quản bởi Davies, người đã đổi tên nó thành Manchester United nổi tiếng khắp thế giới như ngày nay. Nhưng danh tiếng của MU chỉ bắt đầu phát triển từ khi được dẫn dắt bởi Sir Matt Busby sau Thế chiến thứ hai. Chính sách đào tạo trẻ thành công của ông đã tạo ra lứa cầu thủ trẻ tài năng với tên gọi những cậu nhóc của Busby, vô địch quốc gia 2 mùa liên tiếp. Nhưng thảm họa đập xuống tại Munich khi chiếc Figer chở đội bóng về nước sau chiến thắng ở tứ kết cúp C1 trước Sao Đỏ Benguat gặp nạn. 8 cầu thủ xuất sắc đã qua đời, nhưng có 2 người vẫn vượt qua thảm họa, đó là Sir Busby và Bobby Charlton. Một lần nữa, Busby huyền thoại đã tạo nên một thế hệ tài năng mới.
Manchester United sau thảm họa đã vô địch quốc gia các năm 1965-1967 và trở thành đội bóng Anh đầu tiên vô địch cúp C1 châu Âu năm 1968. Sau đó hơn 20 năm, các danh hiệu lớn mới trở lại với MU, đó là chiếc cúp C2 năm 1992. Từ đây, Man U bắt đầu một chu kỳ thành công với những danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh liên tiếp, nhưng cột mốc vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng có lẽ là cú ăn ba huy hoàng mùa giải 1998-1999 với đỉnh cao là chiếc cúp C1 châu Âu. Từ đó đến nay, họ đã giành thêm một chiếc cúp C1 và hơn chục chiếc cúp khác. Họ có thể thua Barca trong trận chung kết cúp C1 vừa rồi, nhưng với những gì đã đạt được, các fan MU vẫn có quyền tự hào, đội bóng của họ vẫn là số 1 ở châu Âu theo thống kê hệ số của UEFA tính đến tháng 5 năm nay. Xét về số lượng hiệp sĩ Vương quốc Anh, Man U là vô đối. Dù có so với bất cứ một đội bóng nào khác, từ ngài Alex đến ngài Bobby, nhưng bạn có biết trong lịch sử của mình, MU đã có bao nhiêu cầu thủ được phong tước hiệp sĩ? Trong lịch sử câu lạc bộ Manchester United không có cầu thủ nào được phong tước hiệp sĩ khi còn là cầu thủ. Tuy vậy, trong phòng truyền thống của đội bóng áo đỏ thành Manchester vẫn có tới 3 người được phong tước hiệp sĩ. Đó là Sir Matt Busby 1968, Sir Bobby Charlton 1994 và Sir Alex Ferguson 1999. Đây đều là các huấn luyện viên. 3 người của MU đã được phong tước hiệp sĩ, điều chưa từng xảy ra với bất kỳ một đội bóng nào tại nước Anh. Nhiều người đã đùa rằng phải chăng nữ hoàng Anh cũng là một fan cuồng của MU. Thực hư chưa biết thế nào, nhưng có lẽ nhiều khán giả của K-Plus đang thắc mắc những điều kiện nào để được phong tước hiệp sĩ. Bạn sẽ không nhất định phải là cầu thủ của MU đâu. Câu trả lời sẽ đến ngay sau đây. Theo truyền thống, hàng năm ở Vương quốc Anh, tới dịp kỷ niệm sinh nhật nữ hoàng vào tháng 6 và vào đêm giao thừa, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ phong tước cho những công dân Anh có đóng góp đáng kể cho xã hội. Đó là một tước hiệu cao quý dành cho những người mang dòng máu Vương quốc Anh có rất nhiều đóng góp cho đất nước trên mọi lĩnh vực. Những người được nữ hoàng Anh trao tặng danh hiệu này phải được chính phủ và công chúng đề cử từ trước. Hoàng gia Anh sẽ dựa vào danh sách đề cử và phê chuẩn những ai xứng đáng được phong tước. Nhưng tước vị này xem ra phức tạp hơn người ta tưởng, bởi chỉ một chữ sơ đứng đằng trước tên gọi mà lại có đến 5 tước hiệu, thứ tự từ cao xuống thấp là hiệp sĩ chữ thập cao quý GBE, hiệp sĩ sĩ quan hoàng gia KBE, sĩ quan đế chế hoàng gia Anh CBE, huân chương đế chế hoàng gia Anh OBE và cuối cùng là hiệp sĩ đế chế hoàng gia Anh MBE. Những ngôi sao bóng đá từng được gọi là sơ như Matt Busby, Al Ramsey, Stanley Matthews hay Alex Ferguson đều thuộc loại thứ ba là sĩ quan đế chế hoàng gia Anh. Vừa qua, ngôi sao điện ảnh vừa giành giải Oscar trong bộ phim King's Speech, Colin Firth cũng được nữ hoàng Anh trao tặng danh hiệu này. Đáng ra, Manchester United đã có được 4 hiệp sĩ bởi chỉ cách đây 2 tháng thôi, hoàng gia Anh còn đưa Ryan Giggs vào bảng phong thần của mình. Ấy vậy mà, đùng một cái, bão táp đã nổ ra. Từ hiệp sĩ Ryan đến tay chơi Ryan và kẻ loạn luân, quả là rất gần và rất nhanh. Đúng vào ngày Rich cùng các đồng đội đang mải mê ăn mừng chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 19, thì từ quê nhà một quả bom đã phát nổ. Dù đã che đi đôi mắt của ngôi sao này, người ta vẫn dễ dàng nhận ra đó là Ryan Giggs, người đã bị cựu hoa hậu xứ Wales Imogen Thomas tố cáo đã quan hệ với mình. Từ một người được kính trọng về đạo đức, Giggs đã bị đưa ra làm trò đàm tiếu. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vài tờ sau, tờ News of the World đã đăng tải một thông tin về vụ ngoại tình thứ hai của Ryan Giggs. Lần này, Ryan Giggs còn lên giường với cả cô em dâu Natasha, vợ của em trai mình là Rodri Giggs. Theo lời kể của chính Natasha, thì mối quan hệ của họ bắt đầu từ năm 2003. Một đêm hè của năm đó, Ryan Giggs bỏ mặc cô vợ Stacey đang bụng mang dạ chửa ở nhà để đến hộp đêm tại Manchester tìm gái. Và ở nơi đó, Giggs đã gặp Natasha, khi ấy chỉ mới 20 tuổi. Khi Giggs lên giường với em dâu, người ta bảo đó là hành động vô liêm sỉ, băng hoại đạo đức. Vậy khi Giggs hạ tình cả mẹ của Natasha, tức bà thông gia của nhà Anh, thì người đời nói gì? Tờ Mirror tiết lộ, mỗi khi ở bên bà Lauren, Ryan Giggs thường tán tỉnh và gạ gẫm bà. Chuyện gì đến cũng phải đến. Thế là chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, mọi cống hiến trong hơn 2 thập kỷ cho MU của Giggs đã đổ xuống sông xuống bể. Báo chí còn thông tin Giggs còn đang hoang mang cực độ, dẫn đến stress nặng và hói đầu nặng. Dù đã đổ ra 30.000 bảng để chữa trị cho căn bệnh này, nhưng theo nhiều người, chứng bệnh mà Giggs cần trị là bệnh mà Tiger Woods gặp phải vào năm ngoái, bệnh nghiện sex.
Ryan Giggs attempts to hide his philandering via a super injunction. Đây là những hình ảnh châm biếm về mối tình vụng trộm của Giggs với cô em dâu do người dùng Twitter ở Đài Loan chế tác. Đoạn video hoạt hình đã khái quát scandal tình ái thứ hai này của Giggs, bắt đầu khi Natasha biết tin người tình và là anh của chồng cô quan hệ với cả Thomas. Natasha sau đó đã đến một tờ báo lá cải để kể lại toàn bộ chi tiết cuộc tình vụng trộm giữa cô với Giggs. Không chỉ riêng Ryan Giggs vướng vào scandal tình ái, trong lịch sử của mình, đội bóng chủ sân Old Trafford cũng đã chứng kiến không ít những bê bối liên quan đến những cầu thủ của mình. Thậm chí, chính huấn luyện viên Ferguson cũng từng gặp rắc rối. Năm 2007, trung vệ Johnny Evans chịu cáo buộc hiếp dâm nhưng sau đó đã thoát tội. Một vụ bê bối khác của Cleberson cũng có kết thúc êm đẹp. Sau 2 năm quan hệ với một cô gái 14 tuổi, anh đã quyết định kết hôn đúng vào ngày sinh nhật thứ 16 của cô gái. Trước đó, năm 1998, tiền đạo Dryjock đã gây scandal động trời với màn thác loạn tập thể giữa tiền đạo này với thủ môn đồng đội Mark Bosnich, một kẻ đồng tính nam cùng 4 phụ nữ. Huấn luyện viên Ferguson nổi tiếng với cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài suốt 45 năm với bà xã Cathy Holding. Nhưng vào tháng 10 năm 2002, báo chí vẫn được dịp để nói về ông thầy khả kính này từ góc độ bê bối tình ái. Một nữ kỹ thuật viên phần mềm 21 tuổi người Nam Phi đã tố cáo Ferguson quấy rối tình dục. Nhưng cuối cùng, hóa ra cô và bạn trai đã dựng chuyện để kiếm 75.000 bảng nhờ trả lời báo chí. Tháng 9 năm 2007, dư luận thành Manchester rúng động vì scandal thác loạn của ba cầu thủ MU gồm Cristiano Ronaldo, Nani, Anderson cùng năm gái gọi. Wayne Rooney cũng từng hai lần bị xấu mặt vì bị phát hiện lăng nhăng với gái làng chơi. Bê bối hồi tháng 9 năm ngoái đã ảnh hưởng đến phong độ của anh nửa đầu mùa giải. George Best từng là chàng lãng tử hào hoa với một câu nói nổi tiếng: "Mọi người cứ cho rằng tôi từng quan